It's okay. There's always a few late people. They're on their way. Well, good morning, Belvedere Church, and welcome. Praise God. We are here to worship the Lord this morning, and so glad to see you all and all of you joining us online. Thank you for joining our service this morning. Hey, a few things I just want to note for us to remember coming up soon is VAY Camp. Now, that's just around the corner on August 10th through 14th. Some of our youths here will be attending and serving as staff. So I just want to put that out there so you guys remember. And the other thing today I just wanted to note is that we have communion. It's the first weekend of the month. And I'd like for us to all participate. If you're going to partake in that, join us during the second service, okay? And that is all I have for now. We got through Sports Fest, so praise God. I hope everyone had a good time competing and just meeting people there. And the next big event is Thanksgiving, so we'll probably be singing that. That's months from now, I know, but we'll be singing for that. Okay, so let's all stand at this time. I'd like to read Psalms for us this morning before we get into our worship and our singing. Well, last week we started reading in Psalms 97, and we know Psalms 97 was just it's a collection of psalms related to God's kingship. And last week we talked about how God made an appearance, and you know, the dark clouds form around him, fires go before him. These are all covered in verses 1 through 6 as we were talking last week. And we tied this appearance of God to this big theological word called a theophany, right? That simply just means God's appearance. So I'm not going to read through everything. You have your Bible. You can go through that in your own time. But what happens at the end of verse 6 is that all peoples, because of God's appearance, all peoples see his glory, okay? So today as we read, I'd like us to keep this information in the back of our mind as we read, starting in verse 7 to 12, the second half of this chapter, okay? So, as we're reading, you can see it as broken up into two sections, this second half here. The first is the response of the peoples, all the peoples who see God's glory, and the second is an invitation to the faithfulness, okay? So, what happens when God appears? Well, there is a response from two types of people. Those who serve carved images, those who worship pagan gods, and those who are faithful, those who are God's people. Those who worship pagan gods will be judged, as the psalmist writes here. And those who are faithful to him will rejoice. Okay, so just an explanation for us to kind of get some understanding before we actually get into the text to read. And I pray that it helps us have a clearer understanding of what we're reading rather than just reading it for the sake of reading it. Okay. So the second section, which is the last three verses as we cover, as we read, this is an invitation to the faithful. And what is God saying here? It says, you who love God, hate evil. Those who love God, hate evil. To hate evil, we are to do good, right? We are to love God and we are to do good. And we are protected by God because of this, right? God promises that he will protect those who are faithful to him, and he rescues them from the power of wickedness, okay? And as a result, light shines on those who are faithful. And light is symbolic of God's presence and his protection on those who believe in him and trust in him. And we are to be glad and rejoice because of this. We are to be thankful because of God's protection and that he is faithful and loves us. Okay, and we give thanks to his holy name because he is a sovereign Lord and King over heaven and earth. Okay,
All right, so if you have your Bibles, turn with me to chapter 97, verses 7 through 12. And again, I like for us to keep that information in the back of our minds as we're reading through this text here together, okay? All who serve carved images, those who boast in idols, will be put to shame. All the gods must worship him. Zion hears and is glad. Judah's villages rejoice because of your judgments, Lord. For you, Lord, are the most high over the whole earth. You are exalted above all the gods. You who love the Lord hate evil. He protects the lives of his faithful ones. He rescues them from the power of the wicked. Light dawns for the righteous, gladness for the upright in heart. But be glad in the Lord, you righteous ones, and give thanks to his holy name. So praise God for his righteousness and his faithfulness. How has he responded in your life, in his appearing in your life? How have you responded to him? And how does that transform your life? Something to think about as we read the Psalms or reflect on the Psalms. The invitation to believe in him has always been there, and it still is. So I encourage us to be open to receiving the Holy Spirit and thinking about this Psalms and following God for the rest of our lives. Okay, thank you. We are gonna get started in our singing, and I'd like to invite Jessica this morning to lead us in our songs. Good morning, everyone. As we come into this time of worship, as we just read, he is King of all kings, and let's just worship God and just how I worship his majesty. And we just give all the glory, power, and praise to him for just who he is, a sovereign and faithful God he is. Let's worship him now. To die for our sins, and now through that we have forgiveness of sins, eternal life, and life full in him, and now he's glorified. And so as we continue worshiping him, let's let him fill our hearts and satisfy our soul, that with this song be a song where we can reflect on our own walk with God, on our intimacy with him. So let's continue praising him.
invite Pastor Kim up here to pray for us. Let us pray. Dear God, our Heavenly Father, we thank you for your word this morning, the word that calling us to come to worship you. And may your word and the joy in you, not only, you know, not just the emotional feeling, but it coming out from our knowledge of knowing your truth and through your our heart of loving you. Please help us to do so, because we still lean into the world, this world, and help us to resist the temptation, and knowing that you're the only eternal, that we look upon you instead of this worthless world. Help us to do so, and we pray that your word will, through you pass along, will help us to understand and put into our daily life. We pray in your holy name, Jesus Christ. Amen. Please be seated. Our message today comes from Genesis 49, and if you have your Bibles, please turn with me or follow along on the projector there. I'll go ahead and read for us, and then I'd like to pray for the offering for us. Then Jacob called his sons and said, "Gather around, and I will tell you what will happen to you in the days to come. Come together and listen, sons of Jacob. Listen to your father Israel. Reuben, you are my firstborn, my strength, and my first fruits of my virility, excelling in prominence, excelling in power, turbulent as water, you will not excel. Because you got into your father's bed and you defiled it, he got into my bed. Simeon and Levi are brothers. Their knives are vicious weapons. May I never enter their council. May I never join their assembly. For in their anger they kill men, and on a whim they hamstring oxen. Their anger is cursed, for it is strong, and their fury, for it is cruel. I will disperse them throughout Jacob and scatter them throughout Israel. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the necks of your enemies. Your father's sons will bow down to you. Judah is a young lion, my son. You return from the kill. He crouches, he lies down like a lion or a lioness. Who dares to rouse him? The scepter will not depart from Judah, or the staff from between his feet, until he whose right it is comes, and the obedience of the peoples belongs to him. He ties his donkey to a vine, and the colt to his donkey, to the choice vine. He washes his clothes in wine, and his robes in the blood of grapes. His eyes are darker than wine, and his teeth are whiter than milk. Zebulun will live by the seashore and will be a harbor for ships, and his territory will be next to Sidon. Issachar is a strong donkey lying down between the saddlebags. He saw that his resting place was good and that the land was pleasant. So he leaned his shoulder to bear a load and became a forced laborer. Dan will judge his people. As one of the tribes of Israel, Dan will be a snake by the road, a viper beside the path that bites the horse's heels so that the rider falls backward. I wait for your salvation, Lord. God will be attacked by raiders, but he will attack their heels. Asher's food will be rich, and he will produce royal delicacies. Naphtali is a doe set free that bears beautiful fawns. Joseph is a fruitful vine beside a spring. Its branches climb over the wall. The archers attack him, shot at him, and were hostile toward him. Yet his bow remained steady, and his strong arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob, by the name of the shepherd, the rock of Israel, by the God of your father who helps you, and by the mighty Almighty who blesses you with blessings in the heavens above, blessings of the deep that ties below, and blessings of the breasts of the womb. The blessings of your father excel the blessings of my ancestors and the bounty of the ancient hills.
May they rest on the head of Joseph, on the brow of the prince of his brothers. Benjamin is a wolf. He tears his prey. In the morning he devours the prey, and in the evening he divides the plunder. These are the tribes of Israel, 12 in all, and this is what their father said to them. He blessed them, and he blessed each one with a suitable blessing. Then he commanded them, I'm about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave in the field of Ephron, the Hittite. The cave is in the field of Machpelah near Mamre in the land of Canaan. This is the field Abraham purchased from Ephron the Hittite as burial property. Abraham and his wife Sarah were buried there. Isaac and his wife Rebekah were buried there. And I buried Leah there. The field and the cave in it were purchased from the Hittites. When Jacob had finished giving charges to his sons, he drew his feet into the bed, took his last breath, and was gathered to his people. Amen. Let's pray for the offering at this time. Father, we thank you, Lord, for this wonderful and glorious morning to come and to worship you, to hear your word, to sing songs and praise to you, and to be with our brothers and sisters here at Belvedere. Father, we pray for the offering this morning and give you thanks, God. And we lift these things up to you, the blessings and all the resources and money that we have, God. Collectively as a church and as individuals, we give glory and praise to you. Help us to honor you with those things, God, every day, and to serve in your kingdom faithfully, just as you are faithful in our life. So, Father, may you bless us this time and this hour as we hear your word, and may you bless Pastor Lom as he preaches, God. May our hearts be transformed by the power of your Holy Spirit, and may we give our life and follow you all the days of our life. We thank you, Lord, and pray all this in Jesus' name. Amen. The title for today's message is Fruits of Faithfulness, and I'd like to invite Pastor Long on stage to preach. Good morning. Good morning. We're in chapter 49. Two more to go. For those of you who were here with us last week, we talked about Jacob giving his, calling Joseph to give his final word to Joseph before he passes, because he knew that he was about to die. And when he called Joseph brought his two sons. And in blessing his two sons, the first thing he did was he adopted Joseph's two sons to be his own. And after that, he blessed them, and he reminded them of three things. Remember your God, know your God, and trust your God. And that was the blessing that he gave to Ephraim and Manasseh. Remember your God, know your God, and trust your God. And now, he is finally about to die, and so he's calling all of his 12 sons together. The 12 sons are, the men that was born to him from four different wives. And finally, at his bedside, he gave him the final blessing. And in this blessing, as he looks down, he sees his 12 sons. These are the fruit of his descendant. From these 12 men will come the great nations. And as you look at these 12 men, these are the fruit of his faith. And as he blessed them in his final blessing, he wanted to leave them with three things. The fruit of your faithfulness will be within your roots. The fruits of your faithfulness will be within the shoots. And the fruit of your faithfulness will actually be the fruit itself. So three things that he wanted to impart on his 12 sons in regards to the fruit of faithfulness is your roots, your shoots, and your fruits. And we'll unpack that as we go through. Let's say a word of prayer. God, we come before you and we thank you so much for your word. We know often as we read the Old Testament and its stories, but in the stories lays so much of who we are
and reflection of who you are. We thank you so much, Father, for loving us and for blessing us with your word. We praise your presence name. Amen. And verse 1 in chapter 49 starts like this. Then Jacob summoned his sons and said, "Assemble yourself that I may tell you what will befall you in the days to come. Gather, I will tell you what's going to happen to you." Verse 2 says, "Gather together and hear, O sons of Jacob, and listen to Israel your father." Gather together and hear, O sons of Jacob, and listen to your and listen to Israel your father. Jacob, as we know, is a man who was born and became very deceptive. And as we study about Jacob through his life, we know that Jacob is not a good man. He was deceptive, he's a liar. Even when he received the blessing of God, he was still being deceptive through his whole life. Very moment in his final junction of life, you see the intertwine between the flesh and the spirit. Gather together and hear, O sons of Jacob. Jacob, my flesh, this is who I am. And listen to Israel, your father. Israel, my spirit, where my wisdom comes from, where my blessing comes from. At this very junction, Jacob wanted his son to know that there's a balance. There has to be a balance between your flesh and your spirit. And the two always coincide together. See, Jacob has the encounter, remember the encounter that he had with the angel, where he fought with the angel overnight, where he was so strong, he would not let the angel go until the angel blessed him. And once the angel blessed him, he realized that this angel was not just any angel, but it was God himself. And at that very junction, his life was changed, for he encountered God and lived. He encountered God and was transformed. At that very moment, he received a new name, Israel. But as we continue to look at Jacob's life from that moment on, there's always a back and forth between Jacob and Israel, Jacob and Israel. Whenever we look at his failure, it's always about Jacob. But when we look at him and his knowledge of God, his deep intimacy with God, it was Israel. And so throughout the book of Genesis, we see that intertwine of a man. The struggle between the flesh and the spirit. Even now, right before he died, he acknowledged both. "You are my son of my flesh. But let me impart you wisdom of my spirit, my spiritual life." So what Jacob is doing, what Israel is doing, is that he wanted his son to know one thing, is to know your roots. Where do you come from? Because that will determine what kind of fruit you bear. When I was in college, and most of you guys here know the story, I went to UC San Diego because it was just far enough from home that my family won't visit me every day, but close enough that I can run home if I needed to. And so I left, in 1987, I left home and I moved down to UC San Diego. And during that stage of life, I was, one of the things I struggle most is loneliness.
And in my loneliness, I try to fill that with many things. And one of the things that seems to fill the void the most was alcohol. And being so close to Tijuana, which I did not know when I decided to go to UC San Diego, Tijuana, which is right across the border from San Diego, the drinking age was supposed to be 18. But it all depends on how much or what bill you give them. You know, the drinking age will get lower as the bill get bigger. and within 3 months, I became an alcoholic. And in that struggle with alcoholism, I stumbled upon a coffee shop because sometimes I would go to school drunk. I would go to class and lecture, I was so drunk, but I'd show up anyway. One of the things I encountered as I was dealing with alcoholism was coffee. And I met this one man who owns the coffee shop at UC San Diego. For those who have been to UC San Diego, right in there's a coffee shop right next to the Nature Center, the Nature Shop. It's kind of weird. You have a coffee, in that one stretch of building, you have a pub which sells alcohol, right next to it is a coffee shop, and right next to it is a nature that sells organic food. But for some reason, I stumbled upon the coffee shop. And in that coffee shop, I learned so much about the whole process of coffee. And one of the most interesting things that I found out about this process of buying coffee is that this roaster, he actually has a farm that roasts coffee for a company throughout San Diego. And when he buys coffee, he will buy them before the tree even produces fruits. So what he asks for are two things from the farm. One, a soil sample, and a piece of the roots. And when he takes that back, when he gets that, he will test the acidity of the water to see what type of water, what type of soil the tree is getting. If it's dry, it's going to be bitter. If it's really soft, moist, and it's going to be very over water in a sense, so the bean will be very light. And then he'll check roots. And the roots will tell him what kind of beans it's going to be. And based on those two, he will place his order. And he will place thousands, hundreds, thousands of dollars of orders of beans, even before the tree was produced the fruit. So based on the roots and the soil, he would know what type of beans he's going to get, even before the tree produces the beans. That's something I didn't understand. And as we look at it in our own individual life, what roots do you have? Where did you come from? Who were your mentor? Who taught you the faith? Is your source of information of who God is come from this book? Or does it come from YouTube or a friend? If your source of information doesn't come from here, then your roots are off. It has to come from this book. As we look at Jacob and as he began to bless each of his son, we can see from this man came 12 sons. Those 12 sons should know who God is. Because of Jacob's faithfulness or his lack of faithfulness, you see the product of his 12 sons. See, Jacob, by all, failed his son in so many ways. Because of his deception, because of his life that he lived,
He didn't lay the foundation for his son the way that he should have. Jacob didn't come to realize who God is until later in life. But when he did, he didn't fix the error that he did when he started raising his son early in ages. Because early in his life, all he was consumed about was himself. What was that one thing that he desired so much that he's willing to give up 14 years of his life for? You remember what that was? Or who that was? His wife, Rachel. He was so consumed by her that he's willing to do whatever it takes for him to marry her. His consumption, his focus in life wasn't God. Even though he knew he was blessed, his focus was always on himself. His roots was there, but he didn't care for it. So because of that, he struggled. I'm not going to go through all 12 of them because it's so time consuming, but you heard, as Calvin read, the blessing that Jacob gave his 12 sons. You know, the first three lost their blessing because one, the older brother Reuben, slept with Jacob's concubine and in doing so betrayed him, and in doing so acted out of pride. And so because of that, he forfeited, or his birthright was taken away from him. Simeon and Levi, you know, because their sister was raped, so they were burning with anger that they went into this town and slaughtered the people there out of anger. Now, some people say what they did was completely called for, but one of the things that we forget is that Jacob made a pact with that family that no harm would come to them. And so Levi and Simeon acted in anger, violated that pact, violated that treaty, violated that promise that Jacob made with that family. They acted out of anger and out of disobedience. In doing so, they forfeit the blessing as well. And so we see that those roots that was planted down began to develop characters. You know, when you look at a tree, there's really three parts of a tree. There's a root system that goes deep down. That's where it looks for source of water. And from that comes the tree or the trunk, which is also known as the shoot. And from that tree comes the leaves and the fruits. And in the same way, our faith system needs those three. Our root system is what we dig deep into, what we allow to draw nutrient from. If it's not from the Word of God, and we're drawing from somewhere else, then our tree will be weak. In the 12 sons, the two that received the most blessing was Judah and Joseph. And as you go back to these two, you see, you know, verse 8, Judah, your brother, shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemy. Your father's sons shall bow down to you. Judah is the lion whelp. The prey, my son, you have gone up. He couches and he lie down as a lion. And as a lion, who dares to rouse him? The scepter shall not part from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh come. And to him shall be the obedience of the people. He ties his foal to the vine, and the donkey colt to the choice vine. He washes his garment in wine, and his robe in the blood of grapes. His eyes are dull from wine, and his teeth are white from milk. And when you read this,
You often go, wow, Judah's pretty, such a good man. You know, Judah received such high praise from his dad. But do you remember that story that we talked about with Judah? What he did to his own sons and daughter? Judah by no means is a good man. But what helped him to be where he's at came one defining moment where his daughter came before everyone and said that I am pregnant with your son. Because remember how Judah slept with his own daughter-in-law because he thought she was a concubine, a prostitute, and in doing so bear a son. And so before the assembly, before the people, he did one thing that none of us other brother ever did. He admitted his mistake. He asked for forgiveness. That was the beginning of a man who was transformed. And later in life, remember when Joseph trying to trick his brother and decided to keep Benjamin as a prisoner? And what did Judah do? Judah said, I promised my dad that this son will return home. Please do not keep him. Take me instead. The transformation of a man who thought and lived his own life the way he sees fit, who did everything that he could to benefit himself, come to a point of asking for forgiveness, admitting his own mistake, and even in the end, offering his own life to keep a promise to his dad. Offering to stay and suffer instead of watching his brother suffer. This is the man that decided to sell Joseph, that recommended his brother sell Joseph instead of killing him. What made him become the way that he is? And another person that I want to draw attention to is Joseph. Verse 22 says, Joseph is a fruitful thole. A fruitful thole by the spring. Its branches run over the wall. The archers bitterly attacked him and shot at him and harassed him. But his bow remained firm and his arms agile. From the hands of the mighty one of Jacob, from there the shepherd, the stone of Israel, from the God of your father who helps you, by the Almighty One who blesses you, with blessing of heaven above, blessing of deep that lies below, beneath of his breath of the womb, blessing of your father surpasses the blessing of my ancestor. From the utmost bound of the everlasting hill, may they be on the head of Joseph and on the crown of the head of the one distinguished among his brothers. You know, when he looked at Joseph, Joseph has always been his favorite son. But in this blessing of Joseph, he gave us five things, or five points of focus. This is our anchor of our faith. Verse 24, from the hand of the mighty one of Jacob, the mighty God of Jacob. The roots that we have, what does it anchor on? The mighty one of Jacob, the mighty God of Jacob. Jacob wanted his sons to remember five things of who God is. That God is mighty. He is all powerful. From there is a shepherd, the God who leads.
Remember, we talked about this last week. He is the mighty one, and he will lead you. The stone of Israel represents God's protection, his shield. There is a God who is mighty, who shall lead you, but he will also protect you. From the God of your Father who helps you, the Almighty who blesses you, the all-sovereign God who knows all things, who's in control of all things. The God of your Father. He's the Ancient One who was there from before and will be there later on, the Everlasting Father. These five characteristics of who God is should be the anchor of your faith. As you move forward in life, remember these five promises of who God is. He is the mighty God. He is the shepherd. He is the stone of Israel. He is the God of your Father, the Ancient One, and he is almighty. Bear your roots on these five characteristics of who God is. And from there will come your blessing. From there will come your shoots. The shoots are basically defined of who we are, our strength, our value, our character. I have a tree in my backyard, and this tree, I kid you not, I hate it. I hate it so much. It's a lemon tree that produces kaffir lime. Is anybody here familiar with it? A kaffir lime smells really good, but it tastes horrible. It has no taste at all. And it's like every year this fruit comes out like this big, and it's yellow and it's fragrant. And then when you cut into it, the skin is so much thick and the fruit is just barely there. And you can't taste anything. I don't know if it's just my tree is bad, but it is not sour and it's not sweet. It's just bland. But it smells so good. I don't know, is that my tree just that bad or is that how kaffir lime is? It's supposed to be like that, right? What's the purpose of that? But the thing is, I cut it down every year. I literally pay this guy $200 to come and completely demolish the tree. But sure enough, it comes right back up. Every year, about this time of year, it grows up. And no matter what I do, I covered it, I've cut the source of water into it, but it still comes up. And so finally, I call a gardener. I go, what can I do to get rid of this? He goes, honestly, it's going to cost you a lot. I go, what do you mean by a lot? He goes, well, this tree's been here for a while. I go, define a while. He goes, well, the root system is really deep and it's all over the place. I go, how'd you know? You see that little tree over there that's sticking up? And I go, yeah, that's part of the root system. It spreads so much underneath the house that I began to see kaffir lime popping up here and there. He goes, if you really want to get rid of it, you have to dig the whole system up. I go, I'll deal with it. Every year, I have to cut off the trunk. Because if I don't, it's just going to keep growing. And as it grows, it will be strong. Because the root system's already established. And that's its character. I might not like it, but that's the tree. Every year, if I don't trim it, like completely cut everything off, it will grow and it will grow strong because the root system is already established. So what Jacob wanted his son to remember is this. What you become depends on your root system. What you become of your nation, of your people, will be dependent on your root system. Who do you set your faith on? Who you set your faith in? Because he knew at that very moment
Even though they're in Egypt, that there was a blessing that God has made to his father, to his father, to him. That they will become a great nation. And in that great nation, there is a promised land. Where they're at is not the promised land. They shall return back to the place where they came from. So in his final words, he said this. Then he charged them, verse 29, and said to them, I'm about to be gathered to my people. Bury me with my father in the cave that is in the field of Ephron, the Hittite, in the cave that is in the field of Maphah, which is Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought along with the field of Ephron, the Hittite, for the burial site. There they bury Abraham and his wife Sarah. There they bury Isaac and his wife, Rebekah. And there I bury Leah, the field and the cave that is in it, purchased for the sons of Heth. Jacob knew the promise of God would lead him back to the promised land. He didn't want to be buried in Egypt, even though Egypt is a land that is flourishing. The cave, the burial site, the burial practice of Egypt, it's amazing. He didn't want to be buried there. For he knew that the fruit of his faith would lead him back to the promised land. He made him promise that they would take him and bury him in the promised land. For a man who started off being a deceiver, ended his life trusting that God will fulfill his promises, looks down at his 12th son and reminded them, you are my son, but bear good fruits. Allow your fruit to anchor deep into the knowledge of who God is. Because from you will come the nation of Israelite. Unfortunately, out of those 12 tribes, only two survive. The tribe of Judah and the tribe of Benjamin. The rest of the other 10 tribes, they allow the other religion, the other nation, the other culture to infiltrate their belief, and in the end they all died out. Throughout time, they all faded. From the tribe of Judah came Jesus Christ. From the tribe of Judah came the Savior, the one that was promised to us. The one that the book was all written about. As you go through life, it's easy for us to forget about our spiritual life and focus on this physical life. Our job, our career, our schooling, even the spouse that we're going to have, our family. And at the end of the day, when you gather everybody around your bed, are you going to recount all the things that you obtain and decide who gets what? Or at that time, you're going to look at your life and you go, these are the fruits of my faithfulness, my commitment to God. Leave behind the legacy of faith. Your spiritual life and your physical life are entwined. How you live your life depends on where your root system is at, where it's connected to. And from that, what kind of person you're becoming. That would define your character, your values, your faith. From that comes your fruit. If your roots is off,
planted in the wrong place, it won't survive. But if your shoot is weak, when trials and suffering comes, it will break. But if your root system is strong, and your shoot is healthy, the fruits you bear will benefit the community, those who are around you, for generations to come. Let's pray. God, as we look at the life of Jacob, we know, Father, that he's nowhere close to being perfect or even good. As we look at our life, we know that we're no far off than he is either. But at the end of his life, he understood one thing, that there is a God who's mighty. There is a God who will lead us. There is a God who will defend us. For you have always been there, and you will always be there. And you are sovereign. And you are calling us to yourself. Father, as we go through life, through all the challenges, through all the distraction, may we hear your voice calling, pursuing us. May we answer that and to come back to you and cling on to you so that as we live with you, being transformed and renewed each day to become more like you, that the fruits that we bear will be fruits that will come from you, that will be a pleasure and enjoyment for generations to come. Not fruits of labor of this world, but fruits of spiritual blessing, of joy and peace, kindness and loveness that only you can produce through us. We thank you, Father, and praise your presence name. Amen. The root and the foundation of our life should be as we read earlier, the rock, Christ, and what he did on the cross for us. And as Pastor Lon prayed earlier, may we open our hearts to the kindness of God and his love. And if we haven't believed in him, or if we're struggling to come to God with our sadness or tears or sins and stuff like that, do we just come to him and to fill our hearts and just to satisfy our soul? So let's just take this time to reflect and pray, and also sing this spirit song. Thank you.
Pastor Long, for the wonderful message. And I just want to take this opportunity to encourage everyone, if you haven't gone to our Bible studies on Friday night or join us on Sunday school after service, I encourage you to do that so that we can, you know, develop, like what Pastor Long was saying, a deep root system. So we can deepen our faith, we can strengthen our relationship with God, and we at the same time, we can build relationship with one another. So if you haven't done so, you know, encourage you to do that. Just get plugged into our Friday night Bible study or to come to a Sunday school. Okay, so thank you for the reminder today and the wonderful passage, Pastor Long. And again, just wanted to encourage all of our youths and those joining us online and watching, you know, to get connected with someone here, reach out to them, encourage them, pray for them. We care for people. We're in the business of people. So let's reach out and talk to them, connect with them, and build a relationship and bring them to Jesus Christ. Okay, that is our ultimate goal. Okay, all right. So a few things, just two things, actually. Communion after service today during our second service. And the other thing is VAY camp happening at Verdugo Pines. Our preacher, Pastor Long, is going to be there this year. That's on August 10th through 14th. So I encourage everyone to remind your friends and family. If you can't join this year, because I think it's kind of late, next year, around the same time here, okay? All right, thank you all. Let's close with prayer, and we'll exit, or we'll be dismissed, and then go to our second service. Father, we thank you, Lord, for this morning and hearing your word. In Genesis 49 here. Thank you, God, for the reminder that we need to establish a root system in our life with our faith, God. Help us, God, to remind each other to come together, God, to study your word and to learn about who you are, the nature of who you are, and what your son did for us on the cross. And Father, this will help us, God, so that we can deepen our knowledge in the Bible, your word, and also, God, to help build relationships with one another as a community, God. And we know, Lord, that if our root system is established and our faith is established, nothing can tear us apart, God. So we pray, God, that you help all of us, God, to have that conviction in our heart and have that desire, Lord, to pursue you and to understand more about who you are, God, and love one another here at our church at Belvedere. We thank you for your word and this time of worship this morning. We pray all this in Jesus' name. Amen. Okay, thank you all for joining us today. Have a blessed Sunday. We'll see you next week.
Còn 5 phút. Hello. 5 phút nha. Chưa 5 phút nữa. Xin con cái Chúa ổn định chỗ ngồi. Hội thánh rất là vui mừng khi thấy quý ông bà và con cái Chúa đã dành thời giờ quý báu đến hội thánh sáng hôm nay thờ phượng Chúa. Xin con cái Chúa đồng đứng lên và kính mời mục sư quản nhiệm lên đọc lời Chúa và cầu nguyện khai lễ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời của kêu gọi của dân sự của Chúa đến trong sự thờ phượng Ngài, cao tụng danh của Chúa. Thi Thiên thứ 97 từ câu 7 đến câu 12, chúng ta cùng lắng nghe. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về hình các hình tượng đều bị hổ tẹn. Hỡi các thần khá thờ lại Đức Giê-hô-va, hỡi Đức Giê-hô-va Si-ôn nghe bèn vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bổ ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Với cảnh của Thi Thiên thứ 97 là sau khi dân sự Israel được trả tự do sau 70 năm lưu đày tại xứ Babylon. Và đây là lời kêu gọi dân sự của Chúa hãy đến với Chúa cho cái sự công chính và sự cai trị của Chúa trên đất. Hãy vui mừng trong sự công chính của Ngài. Chúng ta lắng nghe là đây là cái tác động của sự kể trị công chính của Chúa khi Chúa trở lại. Và câu 10, từ câu 10 đến câu 12, chúng ta nói nghe đây là lời kêu gọi. Hỡi kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay.
Chúa đã lắng nghe, Chúa đã đáp lời, Chúa đã giải cứu dân sự của họ, dân sự của Chúa ra khỏi xứ Babylon y như theo lời hứa của Chúa. Đây là lời kêu gọi nhắc nhở cho chúng ta lại, đừng hãy hướng vào những cái giá trị của thế gian này. Nói sao? Câu 7 nói là nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Dân sự của Chúa nghĩ rằng họ, nếu mà họ theo những cái thần tượng bên ngoài thì những cái thần tượng đó sẽ bảo vệ. Nhưng mà cuối cùng sao? Họ bị mất hết, và những cái thần tượng mà họ nghĩ là những cái vị thần đó sẽ bảo vệ họ, sẽ không có giải cứu họ ra khỏi tay của người Babylon. Nhắc nhở cho cái sự tạm bợ của thế gian này. Và những lúc mà chúng ta nghĩ rằng những cái điều vật chất của thế gian này sẽ giải cứu chúng ta, sẽ làm cho chúng ta được bình an, nhưng mà chỉ là cái sự vô ích mà thôi. Nhưng mà đây đem lại cho chúng ta một cái điều nhắc nhở cho chúng ta, đây không phải là cái cảm xúc nhất thời, nhưng mà xuất thân ra từ trong cái sự hiểu biết lẽ thật của tấm lòng, lẽ thật của Chúa và tấm lòng yêu mến Chúa, và nó bày tỏ ra trong cái sự tuyên xưng đức tin của mình qua cái sự lớn tiếng ngợi khen vinh danh vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta có một sự chọn lựa ở đây, chọn lựa theo Chúa, chọn lựa yêu mến Chúa, hay là ghét bỏ tội lỗi của thế gian này, chọn theo Chúa hay là chọn thế gian. Nếu mà mình nói yêu mến Chúa thì không có thể nào mình giữ cái thái độ trung lập được, mà không chúng ta sẽ sợ hãi trong cái ngày Chúa. Đây cũng nhắc nhở cho chúng ta hai cái thái độ đây, là thái độ vui mừng khi ngày Chúa trở lại, hay là cái thái độ là mình sẽ sợ hãi trong cái ngày đoán xét của Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể giữ vững đức tin của mình, chống lại những sự cám dỗ của thế gian này, trở thành những người chứng nhân cho danh của Chúa trước khi Chúa trở lại. Mỗi người chúng ta cùng đến với Chúa trong giờ này để chuẩn bị tâm lòng của mình đến trong sự thờ phượng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì bởi ân sủng của Chúa, Chúa đã cứu chúng con, Chúa đã chọn chúng con trở thành những con người thuộc về Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy cái giá trị thật đời đời của Chúa trong cõi vĩnh hằng. Cho chúng con thấy là những cái điều mà chúng con đeo đuổi trên thế gian này chỉ là tạm bợ, những vật chất này nó sẽ chóng qua. Cái ngày mà chúng con sẽ gặp mặt Chúa là cái ngày vui mừng, chứ không phải là cái ngày mà chúng con sợ hãi, chúng con lo lắng. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của chúng con đến với Chúa trong sự thờ phượng sáng hôm nay, cho chúng con có cái tinh thần giống như dân sự của Chúa, sự kêu gọi ở trong Thi Thiên thứ 97 này, cho chúng con nhìn thấy Chúa, nhìn thấy lẽ thật của Chúa và yêu mến Chúa. Đây không phải là chỉ những cái cảm xúc nhất thời của chúng con, nhưng mà xuất phát ra từ tâm đáy lòng của chúng con là chúng con muốn tìm kiếm thờ phượng Chúa. Đây là sự yêu mến của chúng con. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, lời ca tiếng hát của chúng con là sự dâng lên cho Chúa. Và chúng con cũng không quên những ông bà anh chị em của chúng con có những sự bệnh tật trong thân thể, xin Chúa cũng đến và chữa lành cho. Nguyện xin lời của Chúa thấm sâu vào cuộc đời của chúng con, để chúng con sống để cho xứng đáng cho sự chọn lựa của Chúa, và sống để hoàn thành cái đại mạng lệnh Chúa giao cho chúng con. Và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng, và xin Hội Thánh cùng hòa lòng với ban hát thờ phượng qua bài thánh ca Dâng Lời Tán Dương, thánh ca số 463. Con cúi dâng lên trả lời sự ơn ca với bao nhiêu tâm tình thiết tha, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm
ngàn năm tôn quý. Lòng con cúi dâng lên trả lời, ta an dương với tất cả chân tình. Yeah.
bao tâm sự, bao lý do, giao ngay cho Giê-xu lo. Đức Thánh Linh dìu ta, nối gót Giê-xu bước hoài, Thánh Linh luôn cầm tay. Lo biết giờ đến thánh giờ, nhớ Chúa đưa đường ta, không nên chạy theo lối riêng, theo Giê-xu kéo sơn. Tinh vâng lên dài phải, ta than hay sầu cay, nói con Giê-xu bước hoài, Thánh Linh luôn cầm tay. Lo biết giờ đến thánh giờ, yên tĩnh linh hồn ta, bao tâm sự bao lý do, giao ngay Giê-xu lo. Đấng Thánh Linh diệu ta ơi, xui ta tai nào vơi, đây ở ngài dòng thân ta, sớm lo việc nhà cha. Tục bài thánh ca, con chỉ mong tôn cao danh ngài. Thánh ca số 19. Xin mời mục sư quản nhiệm lên phong tiệc thánh. Ơn Chúa, vì trong ân sủng đời đời của Chúa, Chúa đã cho chúng ta cùng sáng nay đến dự cùng bàn tiệc với Ngài. Tiệc thánh nhắc nhở cho chúng ta cái sự chết của Chúa, và đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta cái đại mạng lệnh chúng ta đã thường nghe, một điều chúng ta cần nên nhớ, chúng ta phải thi hành cái điều đó, không phải là chỉ trên lý thuyết nhưng mà trên cái sự thật thực hành của Ngài. Chúa muốn cho chúng ta nhắc sự chết của Chúa, nói sao hãy làm điều này để nhớ ta. Nhớ cái gì?
nhớ cái sự tha tội của Chúa, nhớ là cái cuộc đời cũ của chúng ta là con người chết mất bởi ân sủng đời đời của Chúa, Chúa đã đem chúng ta, biến chúng ta trở thành con cái của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 26, ông Phao-lô cũng nhắc lại cho chúng ta một lần nữa, ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thể rao truyền sự chết của Chúa. Bởi sự chết của Chúa, chúng ta đã nhận được sự tha thứ. Bởi sự chết của Chúa, chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúng ta đừng quên cái điều này. Chúng ta trước khi chúng ta chuẩn bị tiệc thánh, chúng ta cũng hát bài thánh ca 270, chúng ta cũng chuẩn 370, chúng ta cũng chuẩn bị. Và tôi xin mời một chức viên đến đây ban phát tiệc thánh cho chúng ta. Tiệc thánh Chúa ban ngồi sứ truyền đời đời em ghi nhớ, kìa Chúa chết thay vì chúng sinh thân bao phải chịu thập nền hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta nay rao truyền sự chết Chúa ra. Chúng ta hát câu thứ ba. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ, thật vì tội ta nên nói. Cầm chén nhắc ta giọt quý rao truyền sự chết Chúa ra. Đây là cái đêm mà Chúa Giêsu lập lễ tiệc thánh. Sẽ cùng lắng nghe trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 20 đến câu 29 nói về cái lễ tiệc thánh mà Chúa ngồi ăn với các sứ đồ. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Được khi ăn, Ngài phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y thế theo lời đã phán, đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, ta nói chẳng sanh ra thì hơn. Giu-đa là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như người đã nói. Chúng ta cùng lắng nghe, chú ý lắng nghe ở đây. Đây Chúa cảnh cáo, ông là chính người phản Chúa. Ông đã nghe những cái lời này, nhưng ông vẫn đi ra và khước từ Chúa, phản Chúa. Và đây cũng bài học nhắc nhở cho chúng ta, có những lúc khi mà Chúa cảnh cáo cuộc đời của chúng ta, nhắc nhở, kêu gọi chúng ta trở lại, hãy trở lại trong sự ăn năn. Bởi vì khi mà chúng ta đã cứng lòng thì khó cái con đường chúng ta sẽ trở lại. Chúng ta cũng chuẩn bị trong lễ tiệc thánh này, chuẩn bị xét lại tấm lòng của mình khi đến với Chúa trong khi giữ tiệc thánh này. Nhắc nhở đây là cái ơn phước
của Chúa, cái đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta để chúng ta cùng dự tiệc thánh nơi Chúa. Nhưng mà đồng thời cũng cho chúng ta, ban cho chúng ta một cái hy vọng, biết trong tương lai chúng ta sẽ cùng ngồi dự với Chúa mặt đối mặt để dự tiệc thánh như là trong tiệc cưới của chiên con. Dạy cho chúng ta cùng lắng nghe. Đương khi ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Xin chúng ta. Môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Ta sẽ tiếp tục hát những câu còn lại trong thâu những cái chén. Tín điều các sứ đồ để tái xác nhận lại cái niềm tin của mình, biết mình tin cái gì và biết mình tin vào ai. Chúng ta cũng đọc trong cái bài tín điều các sứ đồ đã có in ở trong tờ chương trình. Chúng ta đọc chậm rãi và suy nghĩ những gì mà chúng ta đã đọc. Chúng ta cùng đọc. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông,
sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa, Chúa đã cho chúng con có cái cơ hội để chúng con cùng dự chung với Ngài trong bạc tiệc thánh này. Chúa, xin Chúa Ngài tha thứ những tội lỗi của chúng con. Cuộc đời của chúng con có những cái điều mà chúng con làm vấp phạm những ai, xin Chúa Ngài cho chúng con được tái tạo, biến đổi cuộc đời chúng con để cho chúng con trở thành những con người đem những người khác đến với Chúa. Là Chúa, xin Chúa ở với chúng con trong cuộc đời của chúng con. Nguyện xin huyết của Chúa rửa sạch đời sống của chúng con, tái tạo, biến đổi cuộc đời của chúng con để trở thành những con người hữu dụng cho Chúa. Và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng an toàn. Và xin mời hội thánh đồng đứng lên và tôi xin đọc lời Chúa qua Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12 đến câu 16. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Và xin mời hội thánh đồng an tọa. Và sau đây một đôi song ca sẽ tôn vinh Chúa qua bài thánh ca Vì Chúa Toàn Năng. Chúa không ai sánh
Xin mời hội thánh đồng đứng lên và hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện dâng hiến. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha toàn năng. Chúa ơi, chúng con vô cùng cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con một tuần lễ trôi qua. Chúa đã gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc mọi người của chúng con được mọi sự bình an để cho chúng con đến thánh đường này tôn thờ Ngài. Chúa ơi, hôm nay là ngày lễ tiệc thánh, lại một lần nữa nhắc nhở cho chúng con vì tội lỗi của chúng con mà Chúa đã xả thân trên cây thập tự để cứu chúng con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài dùng điều này để tỉnh thức cho chúng con, để chúng con sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Nếu ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Và buổi sáng hôm nay, hội thánh chúng con có một số tiền biệt riêng, số tiền để dâng lên nhà Chúa. Và xin Chúa cho người có trách nhiệm sử dụng số tiền này để phát triển nhà Chúa. Con tạ ơn Chúa. Và sau đây, chúng con sẽ nghe lời Chúa qua mục sư quản nhiệm Nguyễn Ngọc Khiêm. Xin Đức Thánh Linh Ngài bao phủ ông để cho ông được tự do trong mọi bề rao giảng lời Ngài và đụng đến tấm lòng của mọi chúng con, cũng như những người chưa tin nhận Chúa, để chúng con nhận biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Con vô cùng tạ ơn Ngài và con xin thành tâm cầu nguyện những lời này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin mời hội thánh đồng an tọa. Và sau đây kính mời mục sư quản nhiệm lên chia sẻ lời Chúa với đề tài dạng dĩ đến trong ơn Chúa. Xin kính chào hội thánh sau tuần tôi đi vắng. Cảm ơn Chúa vì sự quan tâm của hội thánh. Hôm qua tôi có gọi qua bên Pháp thì nhà tôi cũng chuẩn bị đi về. Tôi cũng nói với nhà 3 tuần nay nhà toàn là ăn trứng chiên không à, thành ra phải về để nấu ăn món khác chứ mà nấu một nguyên một tuần lễ để ăn thì nó ăn riết rồi nó cũng rồi xong cái đứa em vợ tôi nó chọc tôi nói là lúc mà chị Trang sanh mấy đứa con thì má em má qua bên đây để nuôi chị Trang, em vẫn phải ăn thịt gà 2 tháng trời, ba chỉ gà luộc, ba cho ăn gà luộc nó sắp sửa mọc cánh rồi, bây giờ phải là payback time. Cảm ơn Chúa, ông nhạc gia tôi cũng vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục hầu việc Chúa ở bên tại Hội Thánh Paris. Trước khi chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta đến với Chúa trong giờ này, xin Chúa mở tấm lòng của chúng ta ra để chúng ta cùng lắng nghe. Lạy Chúa, xin Chúa Đức Thánh Linh của Ngài ở với chúng con, cho chúng con thấy được cái quyền năng kỳ diệu của Chúa đang đổ đầy trên đời sống mà chúng con không thấy được. Xin Chúa mở mắt của chúng con ra, nhưng mở tâm lòng của chúng con ra để chúng con hiểu được lời của Chúa, sống bước đi trong đó để nhận lấy cái lời hứa mà Chúa ban cho. Chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi có một người quen, anh ta sưu tầm rất là nhiều xe, xe cổ.
Và anh thường khoe với chúng tôi là những chiếc xe cổ đẹp của mình. À, biết rồi đó, từng cái bộ phận, từng chiếc xe, cái của mỗi chiếc xe nó chạy như thế nào, mỗi chiếc xe nó behave như thế nào. Nhưng mà cái điều là anh biết rất là nhiều xe, nhưng mà anh không có, hầu hết là những chiếc xe đó anh chỉ đậu trong cái nhà chứa, anh cất rất là đặc biệt để chứa, ít có khi nào anh ra lái. Có lẽ là một năm anh chỉ ra là đem những chiếc xe ra đi dạo chừng vài ba mau, rồi xong rồi đem những chiếc xe đó đậu ở trong nhà kho, đóng cửa lại. Ở đây cũng giống như là tương tự như vậy. Chúng ta rất là biết, có thể là chúng ta biết về nhiều về Kinh Thánh, biết về lý thuyết Kinh Thánh, hiểu về giáo lý căn bản, giải thích về Kinh Thánh, về tiêu chuẩn đạo đức, về lời hứa của Chúa, biết về sự cảnh cáo của Chúa trong lời Kinh Thánh. Nhưng chỉ biết về trên lý thuyết mà thôi, chứ không có sống thực hành ở trong cái lẽ thật đó. Ở trong bài học kỳ trước, ông Phaolô ông trình bày cho chúng ta thấy là hội thánh là cái nơi để mà gây dựng con dân của Chúa trưởng thành dài lâu. Và đây là cái hội thánh là một phần ở trong cái chương trình đời đời của Chúa. Hội thánh, ông nói là cái môi trường thiêng liêng để chúng ta có thể được gần gũi với Chúa, gần gũi với thiên đàng. Đây là nơi mà Chúa muốn dẫn chúng ta để thấy được cái sự mặc khải khôn ngoan của Chúa, để chúng ta có thể bước đi và sống động ở trong cái sự phát triển cái công việc của Chúa trên đất này trước khi mà Chúa trở lại. Nghĩa là qua hội thánh, Chúa ban cái nguồn lực, một cái phương cách và cái chương trình của Chúa để làm cho sự giàu có trong chúng ta. Nhưng mà nguồn phước đó chúng ta phải ở trong đó. Chúng ta phải ở trong cái thân thể của Chúa, tức là hội thánh của Chúa. Cho nên nếu chúng ta không có ở trong cái sự ban cho đó, thì sẽ không bao giờ nhận được cái ơn phước mà Chúa ban cho, Chúa hứa. Tất cả những sự ban cho đó nó nằm ở trong Đấng Christ, tức là hội thánh, và ở trong cái lẽ mầu nhiệm mà chúng ta sẽ thấy được và Chúa bày tỏ cái sự khôn ngoan của Chúa, hay là cái chương trình đời đời của Chúa. Nếu chúng ta không giữ phần ở trong hội thánh, là nơi mà cái điều nằm ở trong cái chương trình lớn của Chúa để làm vinh hiển con của Ngài là Jesus Christ, truyền rao cho cả thế giới hiện tại cõi thấy được, cũng như cõi thiên nhiên không thấy được, như là ông nói trong câu 10, ông nói sao? Sự khôn sáng của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Thì những cái lời khuyên, nếu mà chúng ta không có ở trong đó thì sao? Ở trong hội thánh thì sao? Những cái lời tuyên rao chúng ta là chỉ là vô ích, mà kể thế mà cả thế gian cũng không có muốn nghe nữa. Cho nên tôi muốn tóm tắt lại cái bài học lần trước chúng ta đã học qua, là cái đời sống của người tín hữu, không phải là chỉ đơn độc hiệp sĩ một mình, nhưng mà một phần ở trong cái sự liên hệ của Chúa, một phần ở trong sức mạnh của hội thánh. Qua hội thánh chúng ta hiểu biết ý của Chúa, qua lời học Kinh Thánh, qua lời của Chúa và trong cái sự giảng dạy của lời của Chúa. Nếu mà chúng ta không có đi thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lời của Chúa. Chúng ta không biết cái ý Chúa là như thế nào. Có đúng vậy không? Qua hội thánh chúng ta cũng được dự phần ở trong sự phục vụ. Và cuối cùng ở trong đó, trong cái sự phục vụ đó, chúng ta sẽ thành đạt những cái nhiệm vụ, thành những cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho. Chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn 3, ở đây ông từ câu 14 đến câu 19, ông Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh để có một sự đầy dẫy ơn phước của Đức Chúa Trời, mà chúng ta được có thể thực sự sống và thực hành ở trong cái kinh nghiệm lớn lao mà Chúa đã ban cho. Ông nói là tôi không muốn anh em chỉ nghe cái sự ban cho đó trên lý thuyết, nhưng mà thật sự có cái sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời như là điều mà tôi đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Ông đã nhận lãnh cái điều đó. Ông muốn chia sẻ lại với chúng ta ở đây. Ông nói là làm sao mà chúng ta có thể nhận được cái sự kinh nghiệm sống ở trong cái ơn phước dư dật này. Ông Phao-lô đưa ra cho chúng ta ba cái nguyên tắc sau đây. Cái nguyên tắc thứ nhất là ông nói làm sao? Chúng ta phải đến với Chúa, Đức Chúa Cha cách dạn dĩ. Ông nói chúng ta cùng nghe cái câu 14, ông nói sao? Ấy vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Chúng ta đến với Chúa cách dạn dĩ.
Và cái điều thứ hai chúng ta là sao? Chúng ta đến với cái tấm lòng khẩn nguyện trước mặt Chúa. Điều thứ ba, chúng ta đến với cái thái độ đầu phục với cái quyền tể trị của Thánh Linh. Tôi nhắc lại ba cái nguyên tắc mà ông đưa ra cho chúng ta ở trong cái bài học mà tựa đề là giản dị đến trong ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa, Đức Chúa Cha cách giản dị. Chúng ta đến với tấm lòng khẩn nguyện trước mặt Chúa. Và chúng ta đến với cái thái độ đầu phục với cái quyền tể trị của Thánh Linh. Chúng ta trở lại cái nguyên tắc thứ nhất, chúng ta đến với Chúa cách giản dị. Ở trong cái phần đầu mà của động 3, ông bắt đầu về cái lã đạo của sự ban cho của Chúa, sự chọn lựa của những người được cứu như chúng ta, được hưởng cái đặc quyền để trở thành những người đồng kế tự với trong nhà Chúa, được đem vào trong cái sự hiệp một giữa người Do Thái và người ngoại bang ở trong cái thân thể của hội thánh Chúa. Với điều đó nó không có, nó trước kia không có, nó không có thể xảy ra. Bởi vì người ngoại bang và người Do Thái không có được nhóm chung ở trong cái hội thánh của Chúa, ở trong đền thờ của Chúa. Trong đền thờ của Chúa, trong trước khi đó là sao, họ chia ra cái chỗ dành riêng cho người ngoại bang, người ngoại bang ở trong cái ngoài cái hành lang để thờ phượng Chúa, chứ không được bước vào trong cái sự thờ phượng Chúa. Và trong ngay cả trong Kinh Thánh cũng nói là sao, những cái điều mà giao ước, những cái điều là hứa Chúa chỉ dành cho người Do Thái mà thôi, cho người tuyển gọi dân của Chúa, chúng ta không có được phần gì hết ở trong đó. Nhưng bây giờ sao? Cái sự mầu nhiệm là Chúa đem tất cả những người để vào trong cái thân thể của Chúa. Và ông nói sao? Để em có thể thực hành điều này, để có thể sống động trong cái cộng đồng của hội thánh Chúa thì sao? Ông cầu xin Chúa tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài bởi quyền phép của Đức Thánh Linh để trở thành điều thực hữu, chứ không phải là cái điều trở nên lý thuyết. Bởi vì mình nghe trong Ephesos nói về ơn phước của Chúa nhiều lắm, nhưng mà ông thấy sao, cuộc đời của mình không thấy gì hết trơn, phải không? Không thấy ơn phước gì hết trơn, thấy chỉ cái toàn là kêu đi phục vụ Chúa không à, đi làm công việc Chúa không à, phải không? Rồi chúng ta sẽ nghe cái sự giải thích của ông Phaolô ở đây trong những phần kế tiếp. Cho nên ông nói sao? Ông nói chúng ta để nhận được cái ơn phước đó, chúng ta phải sống ở trong cái cộng đồng dân sự của Chúa. Và nếu mà chúng ta sống ở ngoài cái thân thể của Chúa, không có ở trong cái sự liên hệ của thân thể của Chúa, thì chúng ta sẽ không có nhận được cái điều này. Chúng ta phải có cái sự nối kết ở trong thân thể của Chúa Jesus Christ, đặc quyền đặt để mình ở dưới cái sự quyền tể trị của Đức Thánh Linh. Và đó là cái phương cách duy nhất để mà Đức Chúa Trời có thể ban phước của Ngài một cách dư dật trên đời sống của chúng ta. Và cái sự ban phước đó là như thế nào, chúng ta sẽ học trong những cái bài học kế tiếp ở đây. Nếu mà mình tự xét lại cái đời sống đức tin của mình, mà mình thấy mình không có cái sự liên hệ với Chúa, không có liên hệ với Hội Thánh, thì chúng ta cần phải nối kết lại với Hội Thánh để có thật sự có kinh nghiệm được điều này. Có những lúc mà chúng ta nản lòng, chúng ta muốn bỏ đi sự nhóm lại, muốn cắt đi, đứt đi cái sự liên hệ ở trong cái cộng đồng thân thể của Đấng Christ, thì chúng ta hãy khẩn nài xin Chúa ban cho mình có sức mạnh để mình có thể tiếp tục bước đi trong cái sự sống động này. Như trong cái phần trong câu 11 phần trên, ông Phaolô nói là Chúa sẽ làm theo ý định đời đời của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Ông nhắc lại cái chỗ đứng của chúng ta là ở trong thân thể của Chúa, để mà điều Chúa có thể thực hiện, công việc của Chúa có thể thực hiện ở trong cái đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, thì qua đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể được tự do đến gần với Chúa một cách giản dị. Nghĩa là qua thập tự giá của Đức Chúa Con, chúng ta được có sự tha thứ và được quyền tiếp cận trực tiếp với Đức Chúa Cha. Bởi vì trước khi mà Chúa chết thì chúng ta không có thể nào được trực tiếp đến gần với Đức Chúa Trời. Chỉ có một năm là chị thầy tế lễ cả, chị vào trong đền thờ của Chúa để mà có thể cầu nguyện xin Chúa tha tội cho dân sự của Chúa. Mà nếu mà ông thầy tế lễ cả mà ông vô đó, ông cuộc đời ông phạm tội với Chúa và Chúa đánh chết ông, là không ai được ngay cả khi mà ông chết ông học, không có ai được đến vào trong cái nơi chí thánh đó. Họ có cái sợi dây buộc ở trong cái hông của ông,
Mà nếu mà vài tiếng đồng hồ mà không thấy im lặng, không thấy gì hết là biết ông chết rồi đó. Thì chỉ có kéo xác ông ra mà thôi. Và đây ông Phaolô nói sao? Chúng ta được đặc ân, chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời. Đó là cái điều rất là lớn lao cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều này mà chúng ta đặt để những cái sự cầu nguyện là cái điều quan trọng trên đời sống của chúng ta. Tôi hỏi quý vị một cái câu hỏi thật sự ở đây là phần đông chúng ta rất là sợ hãi khi phải đứng cầu nguyện trước công chúng, phải không? Và tôi khi mà ngay cả khi mà tôi học trường Kinh Thánh cũng vậy, mỗi khi mà ông giáo sư ông kêu một người trong sinh viên cầu nguyện thì có một sự im lặng gần giống như là mình nói im lặng như tờ đó, cái tờ giấy nó rớt xuống mình cũng có thể nghe được. Tại sao mình có cái điều đó? Mỗi lần mà khi mà có kêu gọi có ai sự cảm động đứng lên cầu nguyện Chúa thì sao? Chỉ im lặng phải sao? Bởi vì mình nhút nhát, mình không dám cầu nguyện với Chúa, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt đầu thực hành với đức tin ở trong Đức Chúa Jesus Christ, như ông Phaolô nói ở trong câu 12 sao? Trong ngày chúng ta nhờ đức tin đến với Ngài và được tự do đến gần với Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Cái này trong Chúa Jesus Christ, qua Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta đặt đức tin của mình và trong cậy nơi Chúa. Do chúng ta bắt đầu cái sự tự do mạnh mẽ và đến với Đức Chúa Cha. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu cái điều đó. Không phải là mình sợ hãi như rụt rè, không biết là mình cầu nguyện rồi mấy người khác họ cười mình cầu nguyện cái gì, phải không? Mình cầu nguyện đâu giữa mình với Chúa chứ đâu phải là giữa mình với người khác. Mình thường thường mình sợ là người ta cười, phải không? Không biết mình cầu nguyện dở hay gì đó. Nhưng mà tôi hỏi là mình nói chuyện với ba má của mình có bao giờ mình sợ hãi rụt rè, không biết mình nói có cái câu văn mình có thành hay không, phải không? Đâu có cái chuyện đó, phải không? Cho nên cái điều mà nhắc nhở cho chúng ta, cái điều mà áp dụng trong đời sống của chúng ta, sao hôm nay chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đến với Chúa giang dị một cách mạnh mẽ, không phải là một sự nhút nhát ở đây. Đừng có sợ như người ta cười, phải không? Giữa mình với Chúa chứ không phải là mình giữa mình với người ta. Mình cầu nguyện không phải là mình đọc cái bài diễn văn văn hoa để người khác họ nghe. Thật ra tôi có nghe những cái người cầu nguyện rất là hay, tôi nghe tôi thấy mê lắm. Nhưng mà nhìn lại cái cuộc đời của người đó, nó không có sự dính líu liên hệ gì giữa người đó với Chúa hết trơn. Cho nên chúng ta cẩn thận cái điều này. Chúng ta không có phải sợ hãi, ngần ngại khi mà đứng lên cầu nguyện với Chúa. Mà có những lúc mà chúng ta vấp ngã, mình phạm tội với Chúa, mình nói thôi tôi không muốn đến hội thánh, tôi không muốn đến với Chúa, bởi vì mình đây là cái điều mà chúng ta thiếu sót rất là nhiều. Khi chúng ta có thái độ đó, mình không có nắm được cái lẽ đạo ân sủng của sự tha thứ của Chúa và không có thực hành cái đức tin của mình để mà có thể đến gần với Đức Chúa Cha một cách dạng dị. Bởi vì mình không hiểu được cái điều này. Cho nên chúng ta phải đến với Chúa một cách dạng dị. Nếu mà chúng ta lấy đức tin dạng dị đến với nơi Đức Chúa Cha thì sao? Cũng đừng ngã lòng khi mà phải đối diện với những cái sự hoạn nạn xảy đến trong cái đời sống của chúng ta. Như ông Phaolô ông nói trong câu 13, ông nói sao? Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi mà chịu ngã lòng, vì điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Đối với cái nhìn của thế gian, cái định nghĩa phước hạnh là gì? Là cái đời sống sung túc, giàu có, hạnh phúc, vạn sự như ý, phải không? Nhưng mà đây ông nói cái phương cách mà Chúa đem cái sự cứu rỗi của Chúa là qua cái sự khổ nạn của ông, qua cái phước, cái điều đó là cái điều phước hạnh, bởi vì ông đã được Chúa kêu gọi và Chúa ông trở thành người thuộc về Chúa, ông là người đầy tớ của Chúa, và đây cái sự kêu gọi của Chúa đây là cái điều vinh hạnh cho ông. Và Chúa dùng những người đầy tớ của Chúa như là Phaolô để đem tin lành đến cho chúng ta. Chúng ta đến cái nguyên tắc thứ hai ở đây là chúng ta đến với tấm lòng khẩn nguyện trước mặt Chúa. Xin hội thánh cùng tôi tiếp vào trong câu 14. Ấy vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha.
Tức là những cái điều lớn lạ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình của Ngài qua cái hoàn cảnh bắt bớ tù đày của Phao-lô, và ông quỳ xuống để ông cầu nguyện để cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô có thể kinh nghiệm được cái sự lớn lao ban cho của Chúa. Ý ông muốn nói đây là cái trong cái ơn phước Chúa đang đổ trên hội thánh của Chúa là cái sự thực hữu chứ không phải là trên lý thuyết ở đây. Và cái điều là mình thật lòng có đến để cầu nguyện khẩn xin cái sự ban cho của Chúa hay không. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chúa để thờ phượng Chúa mà mình không có cái thái độ cầu xin Chúa cho mình tỉnh thức, cho cái tai của mình lắng nghe lời của Chúa, tâm trí của mình được mở ra để mà có thể nghe và hiểu những gì mà Ngài muốn nói với chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được cái gì cả. Những gì mà chúng ta nghe cũng chẳng đụng đến tấm lòng, cũng chẳng thay đổi. Cho đến khi chúng ta cầu nguyện xin quyền năng của Đức Thánh Linh làm trên đời sống của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta, trở thành những con người lắng nghe, biết lắng nghe lời của Chúa và trở thành những con người hữu dụng trong thân thể của Chúa. Chúng ta sẽ học những cái phần sau ở trong những cái chương kế tiếp nói về cái chức phận của những người ở trong thân thể của Chúa. Cho nên ông muốn nhấn mạnh cho chúng ta cái điều này. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đến với khẩn nguyện Chúa, xin Chúa mở cho chúng ta thấy được mở con mắt tâm linh cho chúng ta thấy được cái vai trò của mình là như thế nào, để mà mình có thể góp phần vào trong cái thân thể của Chúa. Điều này cũng áp dụng cho chúng ta khi mà chúng ta tham dự, chúng ta có một đang có những sự kêu gọi ở trong các mục vụ, ở trong hội thánh, ở trong ban chấp hành, trong ban ẩm thực, âm thanh phụ nữ, hay là dạy trong các trường chủ nhật. Xin chúng giúp cho chúng ta để chúng ta có cái sự cầu nguyện ở đây, khẩn nguyện trước mặt Chúa để cho Chúa mở con mắt của mình thấy được cái điều mà cái sự kêu gọi của Chúa. Bởi vì nếu mà không có sự cầu nguyện của Chúa, không có sự ban ơn của Đức Thánh Linh thì sao? Cái công việc của chúng ta sẽ không có kết quả gì hết. Cho nên ông nói sao? Chúng ta cần có cái thái độ mạnh dạn, dạn dĩ đến với Chúa trong cái sự cầu nguyện. Chúng ta chú ý cái chữ mà ông Phao-lô dùng ở đây khi ông đến cầu nguyện với Chúa. Ông nói, tôi quỳ gối trước mặt Cha. Ở trong Kinh Thánh thì không có ghi rõ cái cách mình cầu nguyện như thế nào. Thường thường thì Hội Thánh Việt Nam mình có hai cách cầu nguyện. Một cách là mình đứng, hai là mình ngồi. Phải không? Vài tháng trước thì tôi có một người bạn thân lúc trước cùng phục vụ ở trong quân đội, thì anh mời tôi tham dự với gia đình của anh tại một nhà thờ của Công giáo. Tại vì anh là người Công giáo thì cái chỗ tôi đến thì không có nhà thờ Tin Lành, thì anh nói thôi đi đến nhà thờ với tôi thờ Phượng Chúa. Thì tôi nói ok, tôi cũng muốn tới đó. Thì cũng tại hồi xưa tôi cũng có một là hồi xưa hỏi học tiểu học, thì có một thời gian tôi cũng ba má tôi cũng gửi đi học ở trường Công giáo, thì tôi cũng quen thuộc với cái sự thờ phượng của người Công giáo, thì cái điều đó cũng không có lạ gì đối với tôi. Nhưng mà tôi thấy cái sự kính kiền của dân sự của người Công giáo khi họ đến cầu nguyện với Chúa, họ quỳ gối. Mỗi lần họ cầu nguyện với Chúa, họ quỳ gối xuống. Và tôi thấy ở trước những cái hàng ghế á, họ có cái mình nói là tiếng Anh rồi cái pad á, cái chỗ đây họ làm để họ lót để cho người giáo dân có thể ngồi quỳ xuống để mà cầu nguyện. Ở đây trong Kinh Thánh thì không có nói cái điều đó, nhưng ở đây ông Phao-lô ông nói, ông dùng cái chữ tôi quỳ gối xuống trước mặt Chúa để nói lên cái gì? Ông muốn nói lên cái thái độ của mình, nhận biết rằng khi đến với Chúa là một cái sự đặc ân. Đây là một cái ân sủng lớn lao ban cho từ đấng thánh khiết, đấng tạo hóa của Đức Chúa Trời. Nó nói lên cái khi mà ông quỳ xuống để nói lên cái tấm lòng của mình dâng lên cho Chúa. Đây là cũng sự nhắc nhở cho chúng ta. Có lẽ là chúng ta không có quỳ xuống, nhưng mà đây cũng nhắc nhở cho chúng ta cái thái độ của mình khi trước khi đến thờ phượng Chúa. Chuẩn bị cái tấm lòng của mình.
Và đây tôi cũng có lẽ là tôi cũng, cũng khuyến khích quý vị, nếu mà đến đây, nếu mà mở có cái máy điện thoại di động, nhớ làm ơn tắt giùm. Tại vì khi mỗi có những lúc tôi giảng điện thoại nó reo lên, tôi mất cái train of thought, là tôi không, tôi giống như tôi bị cắt đứt cái sự suy nghĩ của tôi, mà nó sẽ làm gây cái những cái sự distraction của những người khác. Giữ cái chuẩn bị cái tấm lòng của mình, đến với cái tấm lòng thu phục để thờ phượng Chúa. Khi ông nói tôi quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Cha để cầu nguyện, thì ông cầu nguyện cái điều gì? Chúng ta cùng lắng nghe ở trong từ câu 15 đến câu 19. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đâm rễ vững bền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ và hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong cái lời cầu nguyện của ông có bốn điều mà ông khẩn cầu với Đức Chúa Cha ở đây. Cái điều thứ nhất là sao? Ông xin cho chúng ta, hay là con các tín hữu tại Ê-phê-sô là sao? Được quyền phép bởi Đức Thánh Linh. Cái điều thứ hai ông cầu nguyện là sao? Ông cầu xin sự ngự trị của Đấng Christ ở trong lòng của chúng ta. Và điều thứ ba ông cầu nguyện là sao? Được sâu nhiệm ở trong cái tình thương hay là của Đấng Christ, hiểu được cái tình thương của Chúa là như thế nào. Và điều thứ tư là sao? Ông cầu nguyện được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ông cầu nguyện cho đức tin cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô là một mục đích của họ là gì? Ông cầu nguyện với cái bước, nếu mà chúng ta gồm tóm lại cái sự cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của ông là sao? Trở thành giống như Chúa. Ông cầu nguyện cho đời sống thuộc linh của họ có được kết quả và được đầy dẫy trong cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, và trở lại cái tấm lòng, trở lại trong cái vấn đề áp dụng ở đây là chúng ta có bao giờ đến với Chúa với tấm lòng khẩn nguyện xin Chúa cho đời sống tâm linh của mình hay là con cháu của mình, là hội thánh của mình được mạnh mẽ chứ hay không? Bình thường thì mình cầu nguyện cho cái gì? Cho sức khỏe phải không? Sự bình an. Nhưng mà mình ở đây có bao giờ mình có bị chiến tranh không? Mình đâu có phải không? Nhưng mà mình vẫn giống như là mình có cái điều đó, và mình cầu nguyện cho con cháu của mình sao? Cầu nguyện cho nó có sự khôn ngoan, sức khỏe, học hành tấn tới, có công ăn việc làm, được đời sống hạnh phúc. Rồi sao? Mình không có bao giờ nhắc đến cái đời sống liên hệ giữa mình, giữa nó với Chúa là như thế nào, hay là giữa mình với Chúa là như thế nào. Cái chuyện tâm linh trong cái lời cầu nguyện mình nó trở thành cái thứ yếu phải không? Và đây cũng áp dụng cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta là để có một cái sự dư dật ở trong Chúa, trước hết mình phải cầu nguyện cho cái tâm linh của mình trước đã. Cầu nguyện cho mình hiểu được cái tình trạng tâm linh của mình, cái sự liên hệ giữa mình với Chúa là như thế nào. Cầu nguyện cho xin Chúa cho mình hiểu được cái mục đích của Chúa đặt để của mỗi người ở trong chúng ta ở tại hội thánh Belvedere là như thế nào. Cái chỗ đứng của chúng ta ở tại đây là như thế nào. Cầu nguyện xin Chúa giúp để chúng ta có thể hiểu được cái sự kêu gọi của Chúa, để mà có thể thành tựu qua cái sự đóng góp phục vụ của chúng ta ở tại hội thánh Belvedere này. Và qua đó danh Chúa được bày tỏ trên thế gian. Có phải, và tôi thật tình tôi thú nhận, ngay cả chính tôi cũng vậy, đã ít có khi nào chúng ta quan tâm đến cái vấn đề thuộc linh, phải không? Phần đông là mình chỉ tập trung về mình, chú ý về mình, hay là cho gia đình của mình. Rất là ít khi mình cầu nguyện cho hội thánh, cho cái tình trạng tâm linh của hội thánh. Bởi vì rất dễ cho chúng ta chú tâm đến với vấn đề sức khỏe, về công ăn việc làm, về cái gia đình mình êm ấm, phước hạnh của vật chất đời này,
Còn về đức tin, về đời sống tâm linh thì rất ít khi mình đề cập đến. Và đây, lời của Chúa nói là đây là cái sự ban cho đời đời. Những cái điều mà sức khỏe, về công ăn, việc đà, làm gia đình êm ấm, đấy là chỉ tạm bợ mà thôi. Ba má tôi hầu việc Chúa hơn 60 năm. Mà bây giờ mình nói là, tôi nói là ba tôi là không biết chừng nào ông đi về với Chúa đó. Là nói đếm từng ngày đó. Má tôi bây giờ là hồi trước là khỏe mạnh lắm. Bây giờ hai cái đầu gối là hai con ơi, mình tôi nói giỡn là giống như là Terminator, là hai là con ốc nó mỗi lần đi qua đi ngang qua cái phi trường là nó kêu lên nó phải có cái tờ giấy đặc biệt đúng không này. Nhưng mà đây cũng nói sao? Cái sức khỏe của mình hồi xưa còn khỏe mạnh đi đứng được đó. Nhưng mà đến cuối cùng sao? Nó sẽ qua đi. Chỉ có cái đời sống phục vụ của mình, đời sống tâm linh mà Chúa, ông Phaolô cũng nói đây là cái điều đời đời mà chúng ta thực sự hầu hết là chúng ta không bao giờ để ý đến. Chúng ta coi đó là cái chuyện thứ yếu. Cho nên chúng ta cần phải chú ý điều này. Không có nghĩa là chúng ta không có quên cầu nguyện xin Chúa cho mình có như ban cho mình có những cái nhu cầu hàng ngày. Chúng ta cái điều đó là cái điều dĩ nhiên Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta. Chúa hứa là trong Kinh Thánh sao? Ngay cả con chim sẻ Chúa cũng không có để nó đói phải không? Nhưng đây dạy cho chúng ta cái trọng tâm của mục đích sống của chúng ta là chúng ta hướng về cái cõi thiên quốc đời đời thay về cái thế gian tạm bợ chóng qua này. Bởi vì sao? Cuối cùng nó cũng sẽ bị thiêu đốt phải không? Trong cái ngày Chúa trở lại. Cho nên ông Phaolô nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta hãy nhắm lấy cái mục đích đó, hãy bám lấy cái lời hứa của Chúa, cái chỗ mà Chúa ban qua cái phước hạnh của Chúa qua hội thánh và sao? Khẩn nài xin cái sự ban cho đó để mà có thể nhận được cái sự dư dật đầy trọn như là mình muốn. Ông Phaolô cũng cầu nguyện cho cái sự dư dật cho của hội thánh ở tại Ephesus. Ông cầu nguyện cho các thánh hữu ở đó được trưởng thành ở trong Chúa, được bày tỏ cái tình yêu thương ở trong hội thánh, ở trong cái sự thông công hiệp một với nhau. Bởi vì cái đó sao? Ông cầu nguyện xin Chúa, khẩn cầu xin Chúa để được đầy dẫy, để có thể hiểu được cái điều đó, để mà ơn phước của Chúa có thể đổ xuống, tuôn tràn đổ xuống cái hội thánh của Chúa. Ông đến với thái độ giản dị với Chúa cho cái công việc của Chúa và ông cầu nguyện sao? Cho họ hiểu được cái sự thiêng liêng, cái điều mà đời đời đến với Chúa với cái thái độ cầu khẩn Chúa, đến với Chúa và cái cách giản dị, đến với Chúa trong cái sự liên hệ của tình cha con một cách thâm sâu, một cách sâu xa ở đây, và đến với cái thái độ đầu phục Chúa. Chúng ta bước qua cái nguyên tắc thứ ba của sự cầu nguyện mà ông Phaolô muốn dạy cho chúng ta. Ông nói sao? Chúng ta đến với cái thái độ đầu phục với cái quyền tể trị của Đức Thánh Linh. Xin Hội Thánh cùng tôi xem trở lại ở trong câu 16 ở đây. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Ông Phaolô nói là sao? Trừ khi cái quyền phép của Chúa, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để thay đổi tấm lòng của mình thì chúng ta sẽ không có tự mình dạn dĩ đến với Chúa. Đây là cái công việc của Chúa làm. Sức mạnh ở đây ông đang nói là cái sức mạnh thuộc linh. Đây là cái sức mạnh phi thường đến từ Đức Thánh Linh. Mà ông đã có một lần ông đã nói ở trong cái phần, ở trong đoạn 1 câu 19 ông nói sao? Là tôi cầu xin Chúa ban cho, Đức Chúa Trời ban cho cái sự khôn ngoan để mở con mắt của anh em, để hiểu được cái quyền năng vô cùng lớn lao của Chúa đang tuôn tràn trên đời sống của những người thuộc về Chúa. Nhưng mà mình sao? Mình không thấy được cái điều đó. Cho nên trở lại cái phần mà ông Phaolô muốn dạy dỗ cho chúng ta ở đây sao? Chúng ta không muốn đến cầu nguyện Chúa với cái thái độ nhút nhát ở đây. Cho nên có những lúc mà chúng ta không có muốn đến cầu nguyện của Chúa thì sao? Xin Chúa giúp cho mình để mình có thể cầu nguyện.
Có những lúc mà mình muốn bỏ cuộc, có những lúc mà mình muốn nghỉ, không có muốn tham gia vào cái công việc của Hội Thánh. Có những lúc mà mình muốn nói thôi đủ rồi, tôi không có muốn phục vụ Chúa nữa. Thì đây nhắc nhở cho chúng ta, xin Chúa Đức Thánh Linh giúp để mình có sự nóng cháy trở lại để tiếp tục học về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta, cho con có tấm lòng đáp ứng với cái sự yêu thương của Chúa để mà Chúa đã dành cho con. Xin cho tấm lòng của con được đâm rễ vững bền trong cái sự yêu thương của, đối với Hội Thánh ở đây, để con có thể thực hành cái điều mà Chúa kêu gọi con, cái ý muốn của Chúa trên đời sống của con. Chúng ta có thể làm được điều này, phải không? Và khi Phaolô nói đến câu cầu nguyện, ông đến với Chúa, ông nói xin Chúa giúp cho con để làm được điều, có thể làm được điều này. Bởi vì chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giúp con có thể thực hiện được điều đó. Chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giúp con những điều mà con muốn làm với Chúa. Bởi vì tự mình con có thể làm được. Và khi mình thực hành với cái sự cầu nguyện này, Chúa sẽ thực hiện và Chúa sẽ bạn càng thêm dư dật theo cái lượng đức tin của mình. Chúng ta chú ý cái câu mà ông nói trong đây. Câu 16, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh. Rồi mạnh mẽ trong lòng. Rồi cái điều kế tiếp là sao? Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đâm rễ vững bền, vững nền trong sự yêu thương, được hiệp một cùng các thánh đồ và hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Hiểu được cái điều đó. Và khi mà mình hiểu được cái điều đó thì Chúa sẽ làm cho mình được mạnh mẽ trong lòng, để cho chúng ta hiểu được là Chúa sẽ không có bỏ rơi mình. Chúa không sẽ, nếu mà mình sống đeo đuổi nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm nước của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho mình có những cái điều khác. Chúa, ông nói sao? Tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài, Chúa ban cho chúng ta thêm ở trong, cộng thêm những cái điều mà Chúa chúng ta xin ở trong cái phần trên, cho cái đời sống tâm linh của mình được được phát triển. Thì sao? Chúa sẽ giúp cho mình, Chúa sẽ ban cho mình những cái phần mà trong cái nhu cầu của hàng ngày. Đây là ý ông Phaolô muốn nói. Có nghĩa là sao? Chúa không có bao giờ bỏ rơi của mình. Chúa không có bao giờ để cho mình bị homeless. Cái đó là cái điều chắc chắn. Cái công việc của Đức Thánh Linh mà ông cầu nguyện đây là sao? Biến đổi, tái tạo cái con người bên trong của con người của chúng ta, để cho chúng ta đến với cái thái độ thuần phục, để cho chúng ta có thể nối kết với Chúa. Bởi vì không, nếu mà chúng ta đi ngoài cái sự nối kết với Chúa là sao? Cái cuộc đời của mình chúng ta sẽ bị cắt đứt, sẽ bị chết. Có thể là chúng ta, cái cây của mình là giống như cái cây vả, nó xanh tươi, có nhiều lá lắm, nhưng mà cuộc đời nó không có sanh ra những cái trái, bông trái gì cả. Những cái phần sau ông sẽ nói cái cuộc đời của những người thuộc về Chúa ở trong Hội Thánh của Chúa, ở trong thân thể sao? Sẽ sanh ra bông trái, phải không? Cho nên chúng ta trở lại cái điều này. Chúng ta, để mà cái điều mà Chúa muốn là sự mạnh mẽ, sống trung tính với đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, trong cái mọi cái hoàn cảnh, phục vụ Hội Thánh một cách vui lòng. Còn nếu không có cái kinh nghiệm của quyền phép Đức Thánh Linh thay đổi ở bên trong như là ông Phaolô có, thì mình sẽ không bao giờ nhận lãnh hay là cảm nhận được cái phước hạnh ban cho, mà thay vào đó mình cảm thấy rất là nặng nề trong cái vấn đề Hội Thánh, nặng nề trong cái vấn đề đi thờ phượng Chúa. Mình sẽ tìm cách đủ mọi cách để mà từ chối hay là bỏ nửa chừng cái công việc của Ngài. Tôi đưa một cái thí dụ rất là dễ hiểu ở đây. Ở đây có ai cảm thấy mình rất là vui sướng khi mà được lên lương không? Thích lắm phải không? Lên lương là rất là thích phải không? Nhưng mà Chúa nói, nếu mà Chúa nói với mình, Chúa nói sáng nay là mình nhận được cái sự dư dật ban cho của này qua cái sự
tham gia công việc của Hội Thánh thì cái thái độ của mình sao? Khác phải không? Rồi tôi có thể cam đoan rằng 99% ở đây sẽ từ chối cái cơ hội để tham gia cái công việc của Hội Thánh Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ nhìn thấy cái kết quả trước mắt. Nhưng mà ở đây Chúa muốn làm Chúa muốn chỉ cho chúng ta là ở bên trong con người chúng ta là phải trưởng thành để mà có thể giống như Chúa Giêsu, để mà có thể hiểu được cái điều tương lai đời đời chứ không phải là ngay trước mắt của mình. Hiểu được cái hoàn cảnh của mình, hiểu được cái sứ mạng mà Chúa giao cho để mà có cái thái độ phục vụ một cách vui vẻ, hiểu được cái kết quả, tôi muốn nói đây là cái kết quả tương lai đời đời. Thường thường mình chỉ nhìn thấy trước mắt. Thấy trước mắt hầu việc Chúa là thấy nó chông gai phải không? Rất là khó khăn. Khi mà tôi bắt đầu đi vô trường Kinh Thánh, ông giáo sư, ông cũng nói 95% của các anh sẽ rớt, sẽ ngã, bỏ cuộc. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chỉ nhìn thấy cái trước mắt của mình. Mà thấy mà hầu việc Chúa mà 5 năm, 10 năm, mà hầu hết là 95% ngã bỏ cuộc là 5 năm đầu tiên đó. Giống là cái mốc mà nói, tôi nói giỡn là cái 5 năm đầu tiên của cái hôn nhân của mình đó. Đó là cái quyết định đó. Thường thường 5 năm mà nếu mà là cuối cùng là ở hay là không ở là nó quyết định trong cái 5 năm đầu đó đó. Ở đây cũng vậy, cái công việc của hầu việc Chúa, sự hầu việc Chúa cũng vậy. Nếu mình nhìn thấy mình nhìn thấy giờ là trước mắt là chỉ thấy chông gai, chỉ thấy là khổ cực, chỉ thấy là những cái điều nặng nề sao, là sẽ bỏ cuộc. Và đây chưa ông Phaolô muốn nói là sao? Nhìn thấy cái tương lai đời đời. Bởi vì ông và đây không phải là cái điều mà ông nói về lý thuyết. Ông đây là cái kinh nghiệm của ông. Cuộc đời của ông là trước kia, nếu mà so sánh cái cuộc đời trước kia của ông, trước khi mà ông gặp mặt, ông gặp Chúa, thì và sau khi cái cuộc đời mà ông gặp Chúa thì sao? Mình trong cái con mắt nhìn của mình thấy là trước đó là nó tốt hơn phải không? Ông là người có tiếng, ông là người giáo sư, ông là người nổi tiếng, giàu có. Nhưng mà sau cuộc đời của ông ở trong tù, bị bắt bớ, bị ném đá, bị roi vọt, bị đủ điều hết trơn. Mà ông nói ông nhận được phước. Mình nói phước cái kiểu nào thấy toàn là cái gì điều gì không có, mình không muốn làm hay không. Nhưng mà sao? Ông thấy được cái điều đó. Ông thấy được cái Chúa đã mở con mắt. Ông cầu nguyện sao? Mở con mắt của ông ra, hiểu được cái sự đời đời mà Chúa đang dành cho ông. Và ông nhận được cái điều đó và ông muốn kinh nghiệm. Ông đã kinh nghiệm và ông muốn chia sẻ cho chúng ta để chúng ta thấy. Cho chúng ta thấy một cái nhìn xa hơn. Còn không, nhưng mình thấy. Còn nếu không, mình chỉ thấy trước mắt và cuối cùng mình sẽ bỏ cuộc. Nếu không, ông nói, Kinh Thánh nói sao? Chúa, trong đoạn 1, Chúa đổ xuống phước, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Mình không thấy gì hết. Mà có lẽ là Chúa đang đổ phước, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời, đổ ở trên cái chỗ nào đó chứ không phải trên đời sống của chúng ta. Có thể là cái sự dư dật của Chúa ban cho Hội Thánh nào đó chứ không phải là ở Hội Thánh Belvedere này. Vì sao? Bởi vì sự ban cho đó mình cũng không có muốn nhận lấy phải không? Cái cơ hội mà Chúa ban cho để mình hầu vị Chúa mình cũng không có muốn làm nữa phải không? Mình cũng chẳng quan tâm đến cái đời sống tâm linh của mình nó mạnh hay là nó yếu. Lâu lâu mình đi đến nhà thờ thì làm sao đức tin linh có thể làm việc trên đời sống của chúng ta? Nếu mà mình không có sự nối kết với anh em cộng đồng của Hội Thánh thì sao cái nguồn của phước hạnh của Chúa qua cái đời sống tuôn chảy trên đời sống của chúng ta? Làm sao cái mọi đủ thứ phước thiêng liêng trên trời đổ xuống trên đời sống của chúng ta? Nếu mà chúng ta từ chưa hước cái cơ hội đó,
cái nguồn, cái channel duy nhất mà Chúa có thể đổ xuống trên đời sống của chúng ta. Lời hứa là Chúa sẽ ban cho con cái ngài cách dư dật. Trở lại cái bài học ở đây là mình có cái sự cầu nguyện để có cái sự ban cho đó hay không, để nhận được cái sự thay đổi đó thì chúng ta cần phải quỳ gối trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết quỳ gối xuống để khẩn cầu trong cái thái độ thuần phục, và bởi quyền phép của Đức Thánh Linh để cho chúng biến chúng ta trở thành người mạnh mẽ để mà thay đổi cái mục đích sống của chúng ta trong cuộc đời này. Cho đến chừng nào chúng ta không có đo lường cái giá trị tạm bợ của thế gian này và sống hoàn toàn bởi đức tin, vì Chúa giao phó mọi sự cho Chúa, thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự giàu có dư dật mà Chúa đang đổ xuống cho những người thuộc về Chúa, cho những ai sẵn sàng nhận lấy đó. Ông Phaolô, ông đã kinh nghiệm được điều này và ông đã quyết định ông chọn lấy Chúa. Còn nếu mà chúng ta đi dẹo hai bên, nửa đời nửa Chúa, không có sự liên hệ nối kết vì với cộng đồng của Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng nhận được cái điều gì cả. Bởi vì đây không phải là cái con đường mà Chúa ban cho để chúng ta có thể nhận lấy cái lời của Chúa đã hứa. Mà lời của Chúa hứa ở đây là Chúa cho tôi đọc lại ở trong đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, ngài đã đổ. Đây chúng ta chú ý cái đây, câu này là câu quá khứ. Chúa đã đổ, ngài đã đổ xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cái lời hứa đó nó có đó. Nhưng mà chúng ta có dạng dị đến với Chúa để xin Chúa ban cho cái sự điều đó hay không? Chúng ta có dạng dị để mà chúng ta có thể nắm lấy cái cơ hội mà Chúa mở ra để chúng ta có thể phục vụ Chúa hay không? Không, đây không có nhất thiết là chúng mình phải tham gia những cái mục vụ đó. Như hôm mấy tháng trước, người em họ tôi có nói là có ông cụ ở bên Việt Nam, ông bà đi đứng không được. Thì ông bà nói tôi không biết tham gia về gì, cái điều gì ở trong hội thánh này. Ông nói người em tôi nói là sao? Nói là cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho những cái thúc dục anh em để đến trong cái sự thờ phượng Chúa. Đó là cái sự hầu việc Chúa, cơ hội mà Chúa ban cho. Cho nên nhiều khi mình nói tôi không có làm gì, tôi hơi già cả, tôi không có làm gì. Cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho chính mình tôi cũng vậy. Cái điều mà tôi có được đầy cái sự dư dật Đức Thánh Linh để mà tôi có thể hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao cho. Bởi vì tôi nói cái sức tôi không có thể nào mà hoàn thành được cái điều này, nó lớn lao quá. Lời Chúa kêu gọi chúng ta sáng nay hãy đến với cái nguồn phước lớn lạ vô tận này với tấm lòng dạng dị với Chúa. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có cái sự nối kết với Chúa. Còn không, chúng ta sẽ không có sự sống. Khi mà tôi nói kết với Chúa có nghĩa là tôi nói kết với thân thể của Chúa, tức là hội thánh. Đến với cái sự đầu phục, đến với cái tâm để nhận được cái sự sống mới từ nơi Chúa, để có thể nhận được cái sự ban cho dư dật từ nơi ngài. Và đó là cái điều mà ông Phaolô ông tóm tắt ở trong cái điều ở trong đoạn 3 từ câu 14 đến câu 16 ở đây. Dạng dị đến với Chúa, đến xin Chúa, đầu phục Chúa, thì qua đó Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Qua đó Chúa sẽ đổ đầy cái ơn phước của Chúa dư dật trên đời sống mà Chúa đã hứa. Xin mọi người chúng ta cùng đứng lên để thưa với Chúa trong giờ này. Cái lời Chúa là Đức Chúa Trời của lời hứa. Chúa là Đấng thành tín. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy cái điều mà Chúa đang muốn chỉ dẫn cho chúng con, cho chúng con hiểu được cái mục đích đời đời mà Chúa dành cho chúng con.
Xin Chúa cho chúng con bị che, Chúa làm cho con mắt chúng con che mắt đi thấy những cái vật chất hiện tạm bợ trên thế gian này, và cho chúng con nhìn thấy xa hơn cái điều mà Chúa muốn chỉ cho chúng con đời sống hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có sự kinh nghiệm giống như là Phao-lô, dạng dị đến với Chúa để xin ơn phước của Chúa trên đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con hiểu được cái cơ hội mà Chúa ban cho, bởi vì cái cơ hội chúng con phục vụ rất là ngắn ngủi. Có thể là chỉ một vài tháng, một vài năm rồi sau đó nó sẽ mất đi. Cái cơ hội Chúa ban cho nó sẽ không còn đó. Xin Chúa cho chúng con cái, nắm lấy cái cơ hội, những cái điều mà Chúa ban cho chúng con ở tại đây hiện bây giờ, để chúng con có thể làm được bất cứ cái điều gì mà Chúa ban cho, để dành cho chúng con, để chúng con có thể hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng con. Đó là giới thiệu về sự chết của Chúa, sự hy sinh của Chúa và sự cứu rỗi đời đời của Chúa. Xin Chúa thúc giục biến đổi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con để chúng con trở thành những con người thuần phục trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con cái sự khiêm nhường trước mặt Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết là Chúa lắng nghe, Chúa sẽ nhâm lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có sự sống thật lòng, sự kêu gọi này. Chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đứng lên tôn vinh. Tôn vinh chân thần nguồn năng vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung ca ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. Nguyện xin ân sủng đời đời của Đức Chúa Cha trên đời sống của chúng con. Nguyện xin huyết của Đức Chúa Con rửa sạch những tội lỗi của chúng con, để chúng con hay dạng dị đến và sống trong sự kêu gọi đó. Nguyện xin quyền năng của Đức Thánh Linh cho chúng con có sự tấm lòng thuần phục trước mặt Ngài, để biến đổi cuộc đời của chúng con, tái tạo cuộc đời chúng con, để cho chúng con trở thành những con người khiêm nhường phục vụ Chúa, hăng hái năng nổ trong cái sự kêu gọi mà Chúa giao cho, ban cho chúng con. Cho nên chúng con sống để chúng con phục vụ Chúa cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa nơi thiên quốc đời đời. Và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng an tọa. Chúng ta sẽ có những thông báo sau đây. Thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Có hai thông báo. Thông báo thứ nhất là sau giờ thông công, xin mời ban chấp hành họp lại. Và thông báo thứ hai là tuần sau, truyền đạo, cô truyền đạo Lê Thị Hồng Ân sẽ đến chia sẻ lời Chúa cho hội thánh chúng ta trong giờ trường Chủ nhật lúc 9 giờ 30 sáng. Xin con dân Chúa đi đông đủ để chúng ta cùng nhau dự chương trình Nam Nữ Giới lúc 9 giờ 30. Tôi hôm nay thấy vắng cô Hoa là một, ông bà Tâm Mỹ là hai, với ai nữa ha? Nhiều người lắm. Quý vị thấy vắng thì quý vị cầu nguyện rồi gọi anh Nhiệm, anh Tỷ. Quý vị vắng thì quý vị biết, quý vị gọi để chúng ta có thể đưa ra những vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện cho chồng của cô Phụng cũng nằm bệnh viện phải không? Dạ, cầu nguyện cho chồng cô Phụng và cầu nguyện cho ai mà đang bệnh nhất, người lớn tuổi, những người nằm trong bệnh viện. Rồi chúng ta đứng lên, xin Chúa chúc phước cho ông bà anh chị em trong một tuần lễ mới được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thank you.